Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn lại một lần nữa quay trở lại Rồi Đi Làm Muộn VN nhá. Ui, đợt vừa rồi lặn lâu quá rồi các bạn ạ. Đợt này phải ngói lên cho các bạn. Mình tặng lại các bạn một ít cái video các bạn nhá. Và ngay trong con clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một trong những con runner tốt nhất trong One Piece Bounty Rush. Mới vừa ra mắt tháng trước thôi nhưng đã nhanh chóng chứng tỏ vị trí của mình trong hàng ngũ các runner. Đó chính là đồ độc bò lục Green Bull. Và chúng ta sẽ cùng đến với một kỹ năng một nội tại của bò lục để xem con tướng này có gì đặc biệt các bạn nhé. Kỹ năng 1 của Green Bull sống như những đóa hoa hay còn gọi là helicopter. Khi Green Bull bay đến cờ địch gần nhất, sọc gai nhọn ra xung quanh, cái sát thương bằng 50% máu tối đa của đối phương, sát thương chuẩn đấy các bạn nhé, và giảm tấn công của đối phương. Tất nhiên kỹ năng này không thể được dùng vào đầu trận, nhưng mà sẽ có một số cái nội tại giúp và khắc phục cái này nhé. Kỹ năng 2 của Green Bull rất đơn giản, khi mà phóng ra một hàng cây gai gây sát thương giảm thủ của đối phương và đồng thời tăng gấp đôi sát thương gây ra với Defender. Kỹ năng này nhìn vậy thôi chứ thật ra về đấu game ý, nếu các bạn bay để qua cờ thì các bạn xiên mấy con gear 5 mà nó chưa tích thủ nhá, trên ngày thề khỏe lắm các bạn ạ. Có thể nội tại của Green Bull đặc biệt nhất phải kể đến khả năng bỏ qua địch, kể cả khi có địch ở trong cờ, Green Bull vẫn có thể vào và kéo được cờ khi máu trên 70%. Và khi đang kéo cờ thì nếu là kéo cờ mà bị quẳng ấy thì sống dậy với 50% máu. Đồng thời khi kéo cờ chống mặt quãng, chống đánh ngã. Tiếp theo khi đánh ngã kẻ địch thì Green Bull tự hồi lại 20% máu. Cũng như khi máu trên 70% thì tăng cấp độ cướp cờ, giảm sát thương nhận vào, và khi bị đánh bay thì lại hồi 30% máu tiếp. Có thể các bạn thấy là Green Bull có một cái dàn nội tại hồi máu cực kinh khủng đúng không? Khi mà các bạn thấy có 1, 2, 3, 4 nội tại hồi máu khác nhau, một lần nào hồi cũng to. Và có thể các bạn nghĩ là với cái con hồi nhiều máu như thế này ấy, chắc mình tắng đỏ chống hồi máu ở đầu nó bằng thế. Nhưng mà không các bạn ạ. Green Bull có một nội tại, đó là khi tấn công kẻ địch ở trong cờ địch thì đặc sát thương gây ra và xóa toàn bộ trạng thái bất lợi Green Bull đang phải chịu. Nói cách khác, khi đứng trong cờ địch và các bạn chỉ cần đấm địch một cái thôi là các bạn sẽ được giải của chống hồi máu ngay lập tức. Vô cùng đa dụng và vô cùng khỏe. Cuối cùng là khi rút cờ thì hồi máu và hồi kỹ năng thôi, cái này cũng rất là cơ bản cho các runner. Và có thể một số người sẽ thấy hơi kỳ lạ là tại sao Green Bull là runner nhưng mình không dùng bộ ở medal cấp cổ runner ấy. Medal cấp cổ runner là bộ nào thì đây là cái bộ các bạn đã nhìn thấy trên màn hình đây. Bộ runner đâu nhỉ? Hình như mình không biết bộ runner các bạn ạ, thôi không sao. Đây bộ runner kiểu con này này. Đấy. Và tại sao mình lại dùng bộ băng mách thú? Bởi vì Green Bull là một con khá phụ thuộc vào kỹ năng một để bay nhảy. Và với một hệ nội tại hồi máu nhiều như này thì mình nghĩ Green Bull sẽ cò quay cho đấu trường rất tốt. Vậy nên mình lắp bộ kỹ năng bộ medal băng mách thú này để liên tục ra mồi chưa một. Và hôm nay đi cùng với Green Bull sẽ là một dàn nội, là một dàn support 165% được mở 5 tác. Và chúng ta sẽ cùng xoay Green Bull này và vào game bay nhảy thôi các bạn nhé. Đội địch nhiều cờ quá, sống những đóa hoa, và đó chính là Green Bull của chúng ta. Bò lục là một trong số ít các runner mà có thể lấy cờ đầu hoặc cờ hai các bạn nhé. Lý do là bởi vì khi lấy cờ ấy thì chiêu mục của Green Bull sẽ được hồi và mình sẽ bay đến cờ ra ăn một sọc này và nhập cờ luôn các bạn nhé. Nhanh khủng khiếp luôn đấy, cho chú chắc luôn đấy, chú chắc đi, chú chắc đấy, sáng mai chóng trả chết. Ui ôi ghê thế, vừa mới nói xong bay phải ba cái máu ấy. Nhưng mà không sao các bạn ạ, vì Green Bull là một runner và cờ đầu của địch không ai canh kìa, nên là mình sẽ qua đi mình kéo nhá. Ui tự nhiên như ruồi các bạn ạ. Ui mình vào mình kéo cờ nhá. Uti 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 một xiên chu ti nhá, vào ăn cờ thôi. Úi rồi ôi nào, tôi bị né tiếp này. Và với cái bộ nêu dài nhất quả đất này thì có thể nói Green Bull là con cận chiến có tầm xa nhất trong One Piece Bounty Rush các bạn ạ. Các bạn nhớ đánh này. Né, ăn máu đi, ăn máu đi. Tôi còn đánh nhau nữa. Rồi ok, ngã không sao cả. Mình cho nó cướp lại cờ luôn. Mình bay đi cờ khác. Nói về cái độ tự nhiên thì Green Bull thứ hai không ai thứ một các bạn ạ. Người ta qua người ta thấy chủ nhà ở nhà thì người ta ấy ra người ta cũng phải chào hỏi đúng không? Green Bull ông qua tới chủ nhà nhà ông chạy vào ông lấy cờ như bình thường rồi ông đi ra. Tiện quá. Thôi tôi đi. Ui đâu có tí bút à? Thế thì phải đánh nhau thôi. Ui giời ơi chú xanh ơi. Đỡ làm sao được hả chú xanh ơi, với cái bộ nêu ra nhất quả đất này thì làm sao mà trọng được. Tầm mắt Green Bull khi nó còn xa hơn cả xanh đấy các bạn ạ. Này thì dập. Từ dưới bên kia có địch. À nó chết rồi các bạn ạ. Phải lỡ tay mình tưởng nó chưa chết. Ai giời ơi, ô đen vào đấy. Kéo xong cái cờ này đã rồi chúng ta nói chuyện nhá. Vào đây nói chuyện. Công tập đánh giải thích quá lình các bạn ạ. Nó bị hay. Và bởi vì từ từ Uta mình phải đợi nó mất mê hồn đã rồi mình sẽ đứng sau lưng
Từ từ bình tĩnh, rồi nó ngã rồi, mình sẽ đứng sau lưng, mình xiên nó một phát nha để xem nó có dính không. Chạy. Ui né được rồi các bạn ạ, mất hồn rồi đúng không? Mất mê hồn rồi. Dậy đi ông cháu ơi, dậy đi ông cháu. Từ từ bình tĩnh, đụng mê hồi dài, lại gần như nó đi ạ. Dậy đi ông cháu ơi. Cầm đánh rất xa các bạn ạ, và Grimbu sẽ có thừa tay cơ địch, cao cơ đầu của địch lại không ai canh rồi các ông. Tôi đã bảo rồi, bên đội địch các ông biết là có bò lục thì các ông phải canh cờ mạnh lên chứ. Bò lục là mà kình đấy nó nhử mình đấy, nhử làm sao được. Ui xôi, làm sao mất né được. Lại xin thêm cái cờ nữa nhá. Bò lục là một con có khả năng gây áp lực liên tục lên kẻ địch các bạn ạ, bởi vì các bộ kéo cờ rất là nhanh, và đồng thời với cái sự thoát ẩn ấy, giờ thì mục tịch ăn một xiên nhá. Vì cái sự thoát ẩn thoát hiện không thể đoán trước được thì ấy trời ơi thì không sao cả, bởi vì Grimbu bị đánh bay sẽ hồi lại máu. Xin lỗi các bạn quen gọi là bò lục và mình quen bù mình gọi là Grimbu, tại vì bên này từ từ xin cho ông kéo lên, ông kéo xong ông cũng không thắng được đâu. Ông kéo xong bọn tôi vẫn ba cờ thôi, và thế là 3-2 của mình. 7.000 điểm MVP cho trận đầu tiên các bạn ạ. Ấy bò lục các bạn chỉ cần chơi khéo một tí thôi là chắc chắn MVP sẽ nằm trong tay các bạn luôn. Với khả năng liên tục gây áp lực cho đội địch như này thì bò lục còn chơi gì đó các bạn. Bò lục là một lựa chọn cực kỳ tốt cho những bạn nào thích những con runner biến ảo và cơ động nhá. Lại ăn một xiên nhá. Ôi né này chưa ngã. Thôi ấn nhầm ID Lockit. À Lockit được thôi. Chính xác nó ra tí các bạn. Đánh nhau. Thôi, tôi nói thế thôi chứ có ông. Có ông kia năm đây tôi chạy, ông giật phát xong rồi ông ấy đấm chút quả bắt cho ngăn vào đầu, chắc tôi về đất mẹ quá. Qua wow, tuyệt vời cho dâu trắng đội mình ạ, nó giật cho phát. Ây giời ơi. Kéo xong rồi đúng không? Ăn xị. Các bạn thấy cái lực sát thương của nó gây ra gấp đôi lên dâu trắng và bước vào cờ tăng 30% lưu ulti. Úi xời ôi lại còn khắc khe nữa chứ. Sao mà nó thích thế. Và chúng ta thăng lên cờ đồng. À đây là cái đồ nhà mình các bạn ạ. Tất cả mình tưởng cái đồ nhà nó hoảng tê. À lại bị chấn động rồi đúng không? Thế thì tức là phù hợp để ăn xiên. Cái đồ nó bay rồi các bạn ạ. Không sao, cái đồ bay cũng chả sao cả. Hiện tại bên mình đang có 4 cờ và đang có 2 cờ bị kéo cùng một lúc, nhưng mà không sao, bởi vì con bò lục này đội địch phải có cờ nó mới phát huy được sức mạnh cơ. Còn không thì mình cứ loang quang ở đây. Bay đúng không? Để đoán qua vào thôi. Đọc như một quyển sách. Kéo kịp. Đứng thổi. Mẹ nó cay tê nhỉ. Vừa bảo đừng có thổi xong. Ông Kado nhà mình lên rồi, mình sẽ đợi một tí cho nó dậy để mình thôi. Ông Kado kéo rồi. Bởi vì đánh địch ở trong. Úi giời ơi. Ăn xiên nhá. Các bạn thấy dã man không? Ôi các bạn thấy dã man không? Cái số đầu chiều hoài gây tôi để có tí bút, thôi. Lôi. Anh ơi, thôi anh ơi, em chạy. Em sợ lắm rồi, em không đánh nhau với anh đâu, em sợ là em chạy đây. Em về nhà em hồi trưa, em hồi kỹ đang xong hết đã rồi, em đánh nhau với anh sau nhá. Em sợ thế, anh có bình rượu ở đây, ăn là tí tắt đồ. Ây lại con kinh này tiếp, ban một xiên nhá. Bồ lục này, cứ khi đánh gác kẻ địch là được hồi tới 15% máu này là, ủa các bạn không phải sợ tụi nó đâu. Đẹp quá đâu trăng ơi. Ừ, đá đi, xu đi. Ông cháu, xu đi. Cả lo cái gì nữa, ừ cơ đi, cơ đê. Tuyệt vời quá, quả tím bút bật lên vừa kịp lúc luôn, là mình vừa đủ sát thương, gọi là sát thương nó vừa đủ đẹp để nó cống chết con lo kít các bạn ạ. Mình kéo đây, mình kéo cái cờ rớt. Ui, mẹ, con dâu trắng này, cay tê nhỉ. Tại mình vẫn chưa quen cái hoạt ảnh đấm của nó, cái hoạt ảnh thủ cờ từ xa, thành ra là phải cho nó một sọc đã. Dậy nó đấm, nó chấn động mày, đấm chấn động đấy, nè. Ừ, đấm chấn động đi. Bảy mạng hạ gục rồi các bạn ạ, dã man không? Bò lục là một con runner nhá. Ừ, bao cờ đầu một tí, làm cảnh tí thôi chứ thật ra đội mình thắng rồi. Thật ra là 4-1 rồi, giờ đội địch có kéo được thêm một cờ nữa cũng làm sao mà ăn được lại 7.000 điểm. MVP 7 mạng hạ gục và 4 cờ cho trận thứ hai. Ủa, số thật các bạn ạ, thật sự nói thật với các bạn ạ, bò lục là một trong những con mình yêu thích nhất trong cái game này. Không chỉ vì cái độ cơ động mà còn là vì độ chiến thuật và cái độ biến ảo của nó. Ơ, ông bắn đi siêu. Bắn đi, bắn xe đi. Trực thăng. Rồi, qua cờ đâu ăn. Lại không ai canh cờ rồi. Biết địch có. Biết bên kia có bò lục thì liệu mà canh cờ đấy chứ. Cứ bỏ cờ nhà chơi vơ như thế này vào. Thì để ông ấy vào, ông ấy ăn hết. Úi xồi, các bạn thấy nó sọc con ghê nào không? Các bạn thấy sọc con đi cao. Dã man không? Úi xồi ôi. Đó, cô bác từ mình sẽ. Ngã đi, còn cả nó ngã rồi không sao các bạn ạ.
tránh quay của bà nhá, nó mà chó một cái là ông đi đi, tôi vào kéo cờ nhá, ông lại hủ tôi đi, ừ ông không đi thì tôi lại vào kéo cờ nhá, ừ ông đi đúng không, tôi lại vào nhá, thế thôi tôi lại không vào nữa, ông vào thì tôi lại vào, ông đi tôi lại vào. Ôi rồi đấy, cày tê nhỉ, các bạn thấy nó cay không? Nó định đuổi mình, nó chém choáng mình, nó giết mình đấy. Hóa ra là ông này biết là con cá sắp đến rồi. Ui, em chạy. Hóa ra ông Hakuba kia biết là con cá sắp đến rồi, nên ông mới để mình kéo cờ khôn ấy. Cũng chiếm thuật đấy. Rồi kéo xong một cờ này hồi tí máu rồi mình lại ra và mình kéo tiếp các cờ khác các bạn nhá. Rất nhanh gọn các bạn ạ, bao lục kiểu gì các bạn. Bút xin nhá. Đang tìm bút thì là các bạn, cái đánh hăng vào các bạn ạ. Đang tìm bút. Cứ đánh hăng vào các bạn ạ. Tìm bút, các bạn đừng có sợ cái gì cả. Cái đánh hăng vào. Đánh hăng vào. Sao anh chú nhảy phát kìa. Đấy, nhìn chung là bao lục bởi vì nó có khả năng kéo cờ kìa, khi có địch ở trong cờ ấy, các bạn cứ kệ địch rồi nhá. Chạy mà kéo. Không sao cả. Mà khi các bạn cầm một cờ được rồi thì các bạn không thể bị giết cơ. Sắp chết thì lại hồi một nửa cái máu rồi lại ngồi dậy. Thôi, bạn ơi. Ừ đánh ngã đi, đánh ngã tôi lại hồi máu. Đấy. Hồi máu liên tục luôn. Mình nghĩ là con cá sắp đến nên thôi mình không kéo cờ nữa các bạn ạ, mình đi cờ khác. Đấy đấy, vừa nói xong không thủy lắm nữa, thôi mình ra cờ giữa mình kéo. À Loki nhà mình Loki ớ cho mình à, cảm ơn nhé. Hí xíu. Loki nhà mình các bạn ạ, Loki nhà mình lại bay về tiếp, bay về cờ đầu của cây này hơi dài đấy. Tôi xong rồi, địch có hai thằng hơi xinh nặng. Không các bạn, cái này không chạy được rồi, thôi khô máu, cái này không chạy được, khô máu được các bạn ạ. Thôi, không sao, cứ bình tĩnh. Phải vào rồi bay hơi lỗi, trực thăng vào rồi đáp vào vùng bình thường, không đáp lại đáp ngay vùng đánh nhau thế đấy, chịu. Hai thằng nó vừa hồi sinh ra mà mình lại không có hàng cái gì để mình chạy, thôi chịu. Đường này hẹp vào các bạn ạ, nhưng mà thôi không sao. Nga ở đâu đứng lên ở đấy, nhưng mà người nổi tiếng đã từng nói là mình lại hồi sinh lại. Và mình sẽ ăn đấy, rất nhanh gọi các bạn cầm cái tăng tốc này nhá, chị ở giữa kéo cờ. Có đi chọc cờ đúng không? Kệ, kéo tiếp. Đấy, và thế thôi, thế là cách đơn giản để có 3 cờ rồi lại bay qua cờ đầu của nhà địch này. Đây là cờ gì? Đây là cờ B à? Hơi dài cây một tí nhưng mà mình nghĩ là địch sẽ không kéo được những cây còn lại đâu. Đây là trận này lại thắng rồi. Đấy, một cái nó cũng không hút kịp mình luôn. Và thế là 3-2 trò trận cuối cùng của chúng ta các bạn ạ. Đây các bạn thấy không? Bổ lục là thật sự là một con chơi rất vui các bạn ạ. Và mình nghĩ con này sẽ rất phù hợp cho những bạn nào thích lối chơi cơ động và biến ảo nhá. Bổ lục ấy, các bạn. Bản thân nó là một con runner thuần. Thật ra mình phải nói là bò lục không phải là một con runner chiến. Nó có khả năng có quay tốt, nhưng mà nó không hẳn là một con runner chiến như kiểu Lockheed hay Loden. Nó là một con runner thuần. Nhưng mà cái khả năng kéo cờ liên tục cái này thì các bạn đi, các bạn chơi vui lắm các bạn ạ. Chưa kể nó có khả năng gây sức ép liên tục lên đội địch. Bởi vì cứ mấy, các bạn cứ tưởng tượng nha, các bạn chơi mà cứ mấy giây các bạn lại mất một cờ mà các bạn không biết là cờ tại sao lại mất. Thì thế nó mới gọi là một cái áp lực rất là lớn đối với địch, bởi vì vừa phải lo địch trước mặt đánh nhau lại vừa phải lo đằng sau bột được cướp cờ. Nên mình nghĩ đây là một con rất tươi thích hợp cho những bạn nào đang muốn chơi runner nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong các video sắp tới nhá.